Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, Ban An toàn giao thông thành phố đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, bao gồm Phan Nhật Long sinh năm 2002, trú tại phường Hải Châu 1, Đinh Văn Hùng sinh năm 1968, trú tại phường Hải Châu 1, Nguyễn Thị Thu sinh năm 1977, trú tại phường Thọ Quang, Hà Văn Quang sinh năm 1973, trú tại phường Mân Thái, Huỳnh Tấn Nhật sinh năm 1996, trú tại phường Hòa Quý. Chia sẻ với nỗi đau mất mát cùng các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, đại diện Ban An toàn giao thông thành phố động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời luôn nhắc nhở tuyên truyền cho người thân cũng như mọi người trong cộng đồng nâng cao ý thức, chấp hành tốt hơn nữa luật giao thông đường bộ, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông. Dịp này, Ban An toàn giao thông thành phố đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân một phần quà trị giá 2 triệu đồng.